ơi, mẹ đây, chờ mẹ tí nha. Chờ mẹ tí xong rồi. Chờ mẹ tí, con chơi chờ mẹ tí đi, con đi lấy nước đi.
trong nhà ngồi chờ mẹ tí nhá. Mẹ làm tí nữa xong rồi.
mẹ má con chào mẹ tí. Rồi mẹ đóng con. Mẹ thương. Mẹ đây. Chờ mẹ tí nhá. Ôi khổ cái này tao chưa này. Đấy. Chưa. Đi con ăn đi với nhá. Đây ui đây này. Con phải đứng lại mới lấy được chứ. Đây thế rồi. Đây này. Ý, nhiều chưa? À, gì vậy con? Khoai tây đấy. Khoai tây. Mấy khoai tây đi chợ bán lấy tiền mua sữa nhỉ. Khoai tây. Mẹ bế, mẹ bế con nhá. Ôi này này này. Này, con nhìn này. Ôi ôi này. Ôi. Khoai tây to thế. Ôi khoai tây to thế. Rồi. Thế rồi. Mẹ bới nha, mẹ bới khoai tây nha. Con ngoan quá. Đây. Đây. Khoai tây. Đây. Này, đằng sau một con này. Đằng sau quay mày đây. Con quay về đây. Ôi. Khoai tây. Củ khoai tây. Củ khoai tây. Bu. Ha ha. Bu. Bú bú ơi. Bú bú à. À. Ôi giời.
lớn. Ti ti ở đâu, ti ti đâu? À, ti ti của con đấy á. À, ti ti. Khoai tây, khoai tây. À, nào đi vào đây mẹ nào, vào đây mẹ. À, à khoai tây này. Thế. Con xoa cho mẹ đi. Con xoa cho mẹ đi. À, ừ. Đây rồi, xong rồi. Đây. Đây rồi. Đấy. Nè. À, to chưa này? À. Đấy. Ồ, đây này, nhiều chưa này con ơi? Này. Nhiều chưa? Đấy. Ôi. Đâu ơi? Tây nha. Con chờ mẹ tí nhá, không khóc nhá. Khoai tây vào đây. Khoai tây nhiều chưa? Bán được tiền mua sữa nhá. Mua sữa cho con nhá. Mà quá. Chợ thôi. Con đi đâu hết rồi nhỉ? Có
Con ơi. Con ơi. Con ơi. Tiền cân khoai tây chị? 12.000 đấy. Mua chị cân đi. Khoai tây chị mới đi lấy về. Khoai tây này được lâu. Thoải mái luôn đấy. Khoai tây. Khoai lòng vàng đấy bạn. Khoai tây này em thoải mái luôn đấy. Để ra đất đấy. Để đủ bóng, để đổ ra đất. Còn. Để đủ bóng, để đất đủ đồng hơn. Ra đất thì nó mua về nhà nữa. Cho 3 cân đi bà. Thank you.
đâu lâu thế nhỉ, không đi về. Giò bánh sữa ai để đây nhỉ? Ô, của ai đây?